敬则怀忠，畏则怀乱，不治民则民怨怒，民怨怒则必生乱。主公御下必先弹压乱贼，以警不臣之心，方可治之。Tình của anh đấy. Hết thời gian. Chào Tài. Chào Duy. Bọn cung đô này anh sẽ không truy sát nó, bởi vì bọn này nó những cái quân yếu yếu này nó sẽ bị ấy, sẽ không đẻ được những đạo mới, nó vẫn tính cái phí duy trì. Mình đẩy lên vũ đô. Nếu mà em ở đây phục kích là có vương tích viện rồi đúng không nhỉ? Mày phục kích sát vào, vì gì mày phải đứng xa thế? Cứ đứng san hẳn vào cái luồng cây phía trong thành ấy. Cái lùm cây ở phía dưới này. Đấy, cái phục kích ở đây. Tới đây bị kẹt đội, kẹt lính, kẹt cái thành nó không có phục kích được. Thì đi xuống, thì đi ra chỗ cái cây phía cổng chỗ thằng Lưu Bị ấy. Hết rồi anh ạ. Hết 25% rồi. Còn vừa đủ 25% phục kích nhưng mà nó bị vướng ấy. Xem nào, từ từ đạo Lưu Bị thì không có đánh đêm đâu. À có đấy. Có đánh đêm nhưng mà cái đạo đánh đêm của nó yếu, nên không sợ. Cái đạo của thằng Giàn Ung không đánh đêm được. À Giàn Ung đánh đêm được nhỉ? Không đánh đêm được. Đạo của Trương Phi thì cũng không tới, à đâu tới. Không, hành quân gấp thì không tới. Cũng không đánh đêm được. Nó chỉ có đạo duy nhất của cái đạo của cái thằng Lục Mạo này là có đánh đêm này. Nó đạo này có yếu. Nên kể cả nó đánh lẻ mày cũng không sợ. Em bán cái Nam Dương cho Lơ Biểu cái. Bán này. Đá chỉ tinh thần lại. Này bán đất lấy từng tươi thôi anh ạ. Tí chú. Mày phải điều chỉnh lại quân của đạo Điển Vi đi. Mày để như này quân không mạnh đâu. Điển Vi sao lại chơi ngựa được? Chơi ngựa nó không có cái búp chạy nhanh cho ngựa, ngựa là không mạnh đâu. Điển Vi tôi phải đánh, chơi đánh sao? Đánh hết trận cái thằng Lưu Bị này cái xong rồi đấy xong. Cái này hoàn toàn là sẽ lính nó không có búp của tướng. Chào Huy Nguyễn, chào Việt Đức. Trò này không biết Cam nào có nhất à? Đấy, Cam đang chơi này. Cam đang chơi với thằng Trung này. Thù trong giặc ngoài. Đánh thằng Lơ Bị luôn. Mẹ đánh phương Bắc, ỉa quần. Xong rồi còn bị bờ Tây nó đánh. Xong rồi phía bờ Nam thì mẹ viện trợ cho thằng Tào Trung. Tại sao là thù trong giặc ngoài đấy? Bảo kê thằng Trung này làm như mình yếu đi. Biện phu nhân từ trên Lưu Bị tốt. Mày chiếm được cả cái dãy Quảng Lăng này thôi là mày bao nhiêu tiền rồi.
Đấy, có tiền từ thằng Lưu Biểu thì kiến thiết khu mẹ Thọ Xuân lên. Khu mẹ Thọ Xuân Dương Châu này cũng giàu lắm. Quảng Lăng này cũng giàu này. Còn những khu giàu mà bọn thằng Lưu Bị nó xây nó áp sẵn rồi. Thì việc hốc hốc này. Tên này là thằng Kỳ Linh chưa tới được Quảng Lăng đúng không? Trường Đấy. Do chú không chịu bắt kịp bên, nếu mà bây giờ nếu mà cái tân trước mà chú đi chuẩn thì tân này chú sẽ vào được Quảng Lăng, chiếm được Quảng Lăng thì auto cũng được, hai đạo kia nó chưa thể tới ngay được thì mày vẫn có một tân để hồi quân, còn không bây giờ nhiều khả năng là mày phải đánh tay trận này, cái trận Quảng Lăng Hoài Âm này. nghĩa cánh tay Đấy. Còn nếu mà bắt bắt kịp thời cơ thì mày chỉ cần auto thôi là được rồi. Ủa mày đấm vỡ mồm con mẹ đấm Chơi nhồi luôn, này chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. lần đầu tiên liên minh Ba anh em Lưu làm Bị, chung Quan Vũ, Trương Phi, Giản Liên quân. Mẹ mày. Gì nhỉ? Liên quân gì nhỉ? Mình là liên minh gì nhỉ? chung Quên mẹ tên này. liên minh Trung Nguyên, Trung Nguyên à? Trung Nguyên. Nhưng mà giờ anh lên hoàng đế là còn liên minh nữa đâu. Đó. Bây giờ là đế quốc Trần Quốc à? Thằng chó Lưu Bị này thách thức à? Thách thức danh hài à? Thách thức danh hài Tào Trung à? Diễn viên hài à? Tào Trung. Như ông ơi gì à, bên Ukraine vậy hả? Cái gì? À, muốn tiếp điện anh phía bên trái đúng không? Đúng rồi. Quân của mày di chuyển được ra chỗ trắng được đây. Nó đều di chuyển được ngoài ngoài vòng xanh đấy. Đấy. Chỉ có mỗi đạo cung là không di chuyển được thôi. Theo anh là đứng cái chỗ góc này này, cái góc bờ rừng này nữa, sang phải tới đây. Cái chỗ khu đất trống này này, đấy. Tiếp đi, đứng gần rừng mà. Đứng đây là đẹp. Bọn nó tiếp viện cho nào nhỉ? Đằng sau lưng đúng không? Thế bọn nó kiểu gì cũng sẽ lùi xuống. Mình tận dụng cái đạo rừng, mình tận dụng cái cánh rừng này. Con của mày có toàn nỏ đúng không? Con anh cũng toàn Ừ, cũng muốn em trong nó. nỏ. Thế thì nếu mà toàn nỏ thì đứng lùi xuống một chút em ạ. Kiểu có cung lửa thì tốt chứ còn nếu mà toàn nỏ thì đứng lùi Hơi xuống một cùng chút. lửa nên người sẽ xét mét này để cho kỹ nó không có được luồn ra sau ấy. Nó vẫn luồn được, cái này thì tuy ấy rồi, à đâu, hình như không luồn được. Đúng rồi, hình như không luồn được đâu. Thế thì mới đứng mẹ chỗ anh đi, kiểu gì bọn. Nhưng mà sợ cái đoạn cung đến hơi xa. Để cùng em đi hơi xa, Thôi rồi, đứng đây đi. anh cứ lo cánh đó đi, em cứ chạy về cánh bên đây đi. Rồi rồi. Xếp chéo chéo vào cái hướng bọn nó tiếp viện ấy, bọn nó sẽ đi từ hướng đấy đến.
Ô vuông à? Nên suy nghĩ nên đây, nên cái này để ô vuông không nhỉ? Đấy, đọc vào đây. Cái này nó tăng né tránh cận chiến à. Cũng được. Để ô vuông đi nhỉ. Chống tên của đạo đấy của mày là bao nhiêu? Tầm đạo này chống tên có 55% thôi. Mấy cái trụ thì không để được ngồi. Ừ. Tôi quăng nó trong. Chả cần. Để đội hình chéo chéo đi em. Để quân cung em lên hả? À? Sao em để? Di chuyển quân lên chỗ anh này. Anh đỡ cho đợt đầu. Dạ anh lo cánh trái nha, em để hai đạo kích qua cánh phải nha. Không có đào mày ẩn trong rừng nữa. Bây giờ rừng sẽ nó đốt đấy. Rừng thì nó đốt rừng anh. Mình có máy bắn đá mà, mình cứ đứng đây đợi nó lên thôi. Anh kéo quân lên tí nữa đi, lên cái bãi đất trống ở trên tí nữa đi, để em quân em ở đây vô. Thì em sợ em chạy vô rừng nó có cung á. Kêu gì? Chúng ta
军士兵正在溃逃，时机已至，鼓起勇气，跑起来，加快脚步，快赶快，主意，加快步伐，准备开战。Bung nó vào tầm nỏ em là bắn chết hết. Ba quân đại chiến. Sưu chỉ nhân đạo, xue hui hẳn xin. Duo shuo wu yi, qin jia si suo. Huai su qian jin, bei kai zhan. Hao qi lai. Hao li. Wen zhu.来吧，继续！我知道你能行。愿汝之刀锋，立于汝之唇舌吧！快快快！速度前进！友军正在遭受攻击，加快脚步！挺住！为了大业，加快脚步！Sao lại có con kỵ binh nào nó lọt ở trong ấy? Bên ông không kín đi. Mặt của mày chắc không kín rồi. Nó để hở một mảng cái kia nó chả vào. Em vẫn còn để một đạo ở đây. Điều động ngựa đi à? Nhiều máu thì đua với ấy đi. Hết máu rồi nè. Để kẹt lại chém nó thôi. Chạy
准备就绪，赶快赶快，快跑，加速前进！又一个汉贼受手了，加快速度，蛇骨断金，片甲不留！快跑，赶快赶快，速速前进，加快速度，准备开战！快跑，准备！赵通高登啊！Lưu Bị hoảng rồi, hai bọn kia phát điên rồi. Để là kẹp tướng lại chọc Quan Vũ anh ạ. Quan Vũ nó khỏe quá. Chuẩn bị khai trận. Vũ khí dũng khí. Thời cơ đã đến. Nhanh nhanh. Vũ khí dũng khí. Gia quay bước. Động tác nhanh hơn. Chắc công tôn tổn rút ra đây. Rút rồi. Quan Vũ được rồi. Bây giờ trong rừng. Trong bộ rừng này. Nói em nhảy rồi. Là búp hết mọi thứ vào anh đi em. Có tướng là búp được cái gì thì vào búp đi. Bị phu nhân đi búp búp đi. Không có bè vậy. Cái này búp đỡ đòn mũi tên mà. Nó có cả nó có thể tăng sĩ khí nữa.
mẹ khó anh ạ. Còn vui mạnh quá. Điện vi nó có búp 100% né tránh mà nó chạy mẹ nè. Kinh quá. Kẹp lại chém nó nè. Khó rồi. Toàn nữ tướng hay không ăn thua đâu. Cho cung bắn. Để dồn cung lên cho nó bắn đi. Lùi đi. À cho Trịnh Lan cho chết được. Trịnh Lan cho chết để nó có đầy máu hay nè. Chuẩn bị chiêu sư. Tiến hóa. Cho mẹ. Mày đấu thế nó lại hồi máu. Vũ đán sủ bị, chư nhân tẩu bỏ. Có thể tương lai tôi sẽ lại trận. Vững chãi bất khuất, cung tên, chuẩn bị khai trận. Mày, thiên nó chém Điện Phu Nhân như chém con rồi. Bị địch nhân chặn rồi. Gia quay chéo bộ, gia quay tốc độ, chúa chín, gần quay, gần quay. Vũ thảo tế, chuẩn bị khai trận. Dồn quân lên chém nó thôi nè. Còn vũ mạnh tướng quá. Dùng hết những gì có thể. Chém chết ai đấy? Chưa chết. À, em tưởng nó chém Đại Kiều. Chém Đại Kiều gần hoảng ấy. Chuẩn bị chiêu sư. Cung tên chuẩn bị. Thiên mệnh. Sa ya. Thằng Văn Vũ chết thật sự anh à. Có Lạc Tuấn ta đây, một choảng chết con mẹ đi. Lạc Tuấn vết máng. Nè, Hoàng Vũ không ổn là mảnh tướng. Mảnh tướng quá. Mẹ, tướng nào gặp cũng sợ. Đuôi với thằng Hoàng Vũ thì chỉ có nước chết rồi. Khó. Trừ khi mà có mấy tướng nhiều tướng lại búp. Thì lâu bị nè. Dùng đố rộng dòng. Vẹt thương à. Chém. À đánh nữa à. Đánh đêm ấy. Nhiều khả năng thằng này đánh đêm. À không đánh đêm à. Ô tù thôi. Thằng này ô tù nữa. Nhường.
chém nè. Không thể hao phí vật tư khăn giá tạm nữa. Bấm đi. Bấm đi, em bấm rồi mà. Em bấm rồi. Kìa. Em bấm rồi mà. Tao nói đứng ở màn hình này. Mẹ game liền. Lại lỗi gì à? Mà error rồi. Nè, nó đứng ở màn hình này rồi. Em bị đứng ở màn hình này luôn rồi. Vãi liền. Vãi thật. Sao nhờ? Chẳng lẽ thoát ra nè. Chẳng lẽ thoát lại đứng lại à? Ờ, thoát lại phải lại đứng lại, chẳng này. Chế độ lưu game của cái này chán nhỉ? Chết. Nó không lưu như kiểu kia. Cày thế nhỉ? Vẫn hay lỗi vặt nhỉ? Xàm xí xí xàm. Còn lại nó. Rõ ràng game không đơ, nhưng cái này chắc chắn là do tính năng của game. Ừ. Mẹ đánh lại trận này cay quá. Đánh thì vẫn thắng thôi nhưng mà nó mất thời gian ấy. Một trận không nghĩ nhưng mà thành ra cái game này nó bị lâu. Lâu là vì những cái lần crash nhỉ. Nó đã phải crash nó do game. Bị lỗi game ấy. Ừ, bạn lần CA này tối hồi ưu như con cặc. Mẹ. Quan Vũ nói chung là vẫn là nhất. Nếu mà Quan Vũ mà áp được cái skin võ thánh ấy, thì mẹ đéo có đối thủ. Lữ Bố không phải tướng đua. Lữ Bố tướng quét lính thôi. Lữ Bố gặp Quan Vũ trong game thì cũng đập như con. Một giờ ba, một giờ 12 nhẹ đúng đánh lại em ạ. Khổ thế nhờ. Vào đi. Đéo cách nào để tối ưu cái set này của nó nhỉ? Bị thương rồi. Tất cả đối của tôi đều là team đang là team xanh này. Vì thế hoài loạn. Bất trị民, thì民怨怒. 民怨怒则必生乱，主公御下必先弹压乱贼，以警不臣之心方可治之。 Đéo phải đâu, quan trọng là dùng mod gì chứ bình thường các ông chơi game mà không bật chế độ độ khó AI lên ấy, đéo bao giờ có chuyện AI tướng nó level 10 à? Level 9, level 10 gần như đéo bao giờ có. Chỉ có mình mới may ra mới lên được, còn bọn AI đéo bao giờ có cái chuyện kiểu lên được level 9, level 10. Em tin đúng không nhỉ? Bình thường chơi thì đéo thì có chuyện gặp con Vũ level 9. Đây nó không up cái đường võ thánh đấy. Mẹ nó up đường võ thánh này một hit, là một hit bay một thằng. Bình thường chơi mà không bật chế độ khó thì gặp cùng lắm thì gặp thằng con Vũ level 5 là căng. Level 5 thì vẫn đối phó bình thường. Và 5 là 6, là 6 là nhiều rồi, ít khi gặp cao hơn nữa. Đây mẹ bên địch toàn level 9, level 10 địt. Nhìn thấy ngán các mẹ rồi. Càng chết ra này, 1 vạn 1 vạn 6 3. 1 vạn 3, 1 vạn 4. Vạn 4 thì đúng hơn. Bên mình thì cũng đâu kém cạnh. Bên mình chơi chắc là 1 vạn anh ạ. Quan Vũ thì thôi mà tôi cũng không biết được, bây giờ phải so sánh lúc Quan Vũ có võ thánh. Quan Vũ có võ thánh thì chứ hàm mạng được.
Còn mà Võ Thánh, Vân Vũ mà không có Võ Thánh thì có thể thua, nhưng mà nếu mà đã có skin Võ Thánh thì chắc chắn được. Hít Võ Thánh chắc thằng Hà Mạn cũng phải mẹ đi 3/4 máu. Cái đấy khó nhận định lắm. Nhưng mà thường chơi bình thường thì Quan Vũ đéo bao giờ có Võ Thánh, thế nên là Hà Mạn ăn thì là đúng thôi. Chứ còn mẹ Quan Vũ mà có Võ Thánh thì Hà Mạn tuổi tôm. Anh em sẽ bị giật luôn. Không, Quan Vũ mà giờ vào tay thằng khác thì tay vào AI, nhưng mà AI nếu mà up, may mắn nó up chuẩn thì mình on rèn. Đây là Quan Vũ này là còn chưa không up được những Võ Thánh, nhưng mà nếu mà đen đen nó up được Võ Thánh là cũng vỡ mồm với nó. Sao anh lên cao đấy? Đi lên cao. Muốn anh lên cao đấy. Đâu nó tự đi. Đánh ngay đồng bằng này. Của nó hàm hè đấy. Cung mình xếp lại cho chuẩn rồi.
做的还不够好。尽管鼓动如簧之舌，你仍难逃一死。跑起来，准备开战，赶快就位，士兵列阵，赶快就位，在，准备开战，士兵列阵，列阵，赶快，挺住，前进，为了大业，什么讨贼，给我杀！Diệt với con ngựa đi, phát hiện cho cùng chĩa ra hướng đấy, một đạo cùng chĩa ra hướng đấy.人跟我动过手，我这是在夸他。大军准备，速速前进，准备就绪。Con này không lên được. Đốt rừng. Lại bao, Vũ Hữu, tiếp tục sang bao. Trần này cao luận, có thể nên chuẩn bị một trận. Địch quân tứ tán mà tháo, đâu đi là vô đảm sủ bị. Thank you.
sao nó không lên mà nó cứ chạy vòng vòng chùm vào đó vậy? Bởi vì nó nhìn thấy kỵ của mình. Cái này mà có nhiều em đá ở đây. Bắn gì mà rừng nó chưa cháy nha. Nó bắn nói chung là cháy, cái này bắn nó không cháy được rừng nhiều như cung nữa. Sự sự đã cận, không thể tiếp tục tấn công nữa. Di chuyển quân lên đi. Lên tầm bắn rồi. Nó đang lên đấy. Nó lên à? Lên không? Nó nghe đang tiến buồn lên đấy. Chuẩn bị
Điện Vi cho đứng nhìn làm gì đây? Điện Vi đánh thằng Đung đi. Sợ đi thằng Đung đấy. Cứ thằng nào ngừa sức là đánh thôi. Giảng ông hơi bị kinh đấy anh ạ. À. Thua là đâu rồi? Thua giảm ông, luôn. Căng nha. Hổ tướng à? Chém ghê nha. Mày. Kẹp lính đánh nó luôn anh à, khỏi đua rồi hết. Tăng giảng ung này, mẹ nó chọc Trịnh Giang gần hết máu luôn rồi nè. Trịnh Lan à, Trịnh Lan. Ghê thế.
军仓皇逃窜，一群懦夫。此人已死，诚可慨叹也。撤杀敌军，准备就绪，快跑，诛灭敌军，顽强不屈，尽情厮杀。Tiên viện đang ngựa gần cần tận đứng đấy. Nói cái thằng giảm hùng ở đây. Ái. Không nhìn thấy. Cho cung bắn. Cái này bắn thấm phết đấy. Trường phi kìa. Cũng còn trường phi. Đấy, cái ngôn đấy. Mày nó chém điện vi, nó chém như con luôn anh ạ. Để hiểu kiểu gì. Bắn thế cũng tụt máu cũng nhiều nhưng mà hơi tốn cung. Còn Vũ còn chưa thấy đâu. Vũ chưa tới. Mà con Vũ con Vũ đạo của Lưu Bị mà chưa thấy tới nhỉ. Ra đi ạ. Mẹ nó trừ 30% hộ giá. Cái cộng thêm mệt mỏi 30% gặp anh mệt 5 và chọn Trương Phi luôn anh ạ. Đi chuyên thâu hoàng thảo thoại. Đi chuyên nô phu. Bia lại vũ yang à. Đi chuyên nô phu. Năm rồi đấy. Nó còn quân tiếp viện nữa đấy, còn hơi bị đông ấy. Thì rõ là trận này không được nét như cái trận đầu. Ừ.
军仓皇逃窜，一群懦夫。Trương Phi nè, Trương Phi nè, không còn toàn nhấp nháy luôn à. Không còn toàn nhấp nháy rồi. Trương Phi cũng gần đi. Vân Vũ, thằng Vân Vũ thì đã kẹt lính đánh. Có một đạo của anh đi đâu rồi xe đấy. Cho biện phu nhân cho biện phu nhân ta chém chết cái thằng tướng thủy kia đi. Để nó đứng đây. Nó cưỡi ngựa, người phu nhân chạy bộ theo. Nó chạy bộ mình dắp vô cái cây nữa chứ. Chưa rồi quan vũ. Em đuổi thằng này mệt lắm rồi nè. Cho biện phu nhân diệt mấy thằng tướng thủy nhỉ, anh lo mặt này. Sĩ khí đã tiến, bá kiếm sát địch. Con Vũ kìa, bây giờ con Vũ mới đến này, mẹ. Con Vũ đến. Sì,
Đông nhỉ? Cảm giác trận này đông hơn sao ấy nhỉ? Ờ, trận này nó có thêm một đạo vô nữa nè. Ờ. Hết mẹ tên này. Cái bên chạc à? Chưa, tôi đợi quân nó ra hết đã. Bọn rác rưởi này thì cần gì phải chạy. Hết rồi đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
国军士卒仓皇逃命，真乃丧家之犬。Lạc Tuấn, lão thần. Nó vẫn có sự giả dơ nhất định. Giả dơ. Này thì mẹ một con vàng này. Cổ này. Quan Vũ với bố mình này. Ý nhi này. Chỗ này nó đông hơn anh à. Giết được Quan Vũ cái là thắng ngay. Ý nghi này. Ý tướng 受手，一众溃不成军。看来他们也就这点本事。Lần này mình lỗi đi, xóa game. Lưu Bị. Nhường. Giết một vạn quân của nó cơ. Trời xế giấy binh, rần rần đợ. Rằng thầm sử đợ thỉ miệng y xế. Tiếp tục đi anh. Đứng hình rồi. Mày bị đứng hình không? Em vẫn đang chờ người chơi khác này. Trời, Grat vai liền. Cây thế nhờ. Grat rồi em ạ. Bây giờ em chỉ biết cười thôi anh ạ, em không biết làm gì hết. Tao đeo hiểu tại sao bạn thêm cú lìn cười trong nước mắt anh ạ. Nếu không trận này mình rút đi. Rút đi nó cũng chưa công được ngay đâu mà. Thật sợ nên em rút thì nó bắt lẻ em ấy chứ. Đánh trận to mà cứ crash thế này. Phần lưu lại là 1:42. Và lại rồi. Giờ 42 phút lại bắt đầu trận ấy. Ờ đúng rồi. Mẹ. Còn mẹ cây thế nhờ. Lùi lại thôi em. À rút lui thôi em. Em sợ em rút em bị bắt lẻ. Còn hơn là đánh mẹ ỉ ra dạ, không rồi crap. Bú trị mìn, thì mìn yuan nụ. Mìn yuan nụ, thì bị sinh loạn. Chủ công yu xia,
cái vừa rồi hơi vô lý, tại sao mày đánh trận nó đánh mày mà sao anh lại được chọn đồ nhỉ? Em không biết. Bình thường thằng thằng đồng minh đi đánh cùng có được cái đấy nhỉ? Rút được không? Rút được luôn đấy, đạo đình vi bây giờ rút luôn đấy. À không, không được. Ông có lượt cái rồi. Đó là hết rồi. Mày có lượt luôn à? Quay lượt luôn. Em đi tới đây là hết xong rồi, cái em quay lượt luôn. Rút đi. Rút xem nào. Không tới được à? Đấy. Rồi, tuần sau. Tuần sau em tới gần đó anh công ra nhé. Ừ. Để anh công luôn cũng được. Thì đái là. Mẹ chơi cả tiếng rưỡi nếu được chứ được qua một lượt. Mẹ khổ thế. Hỏi sao kê mày nói mẹ tập đến tập 17 vẫn chưa đâu vào đâu. Tân sau mày là phải người tuyên chiến đấy. Là em phải đánh à? Ừ, chứ sao anh đánh ra được, mày có ở gần đấy đâu mà anh đánh ra. Ờ, thì để em đánh ra, em đánh. Thôi đi. Em sợ cái cam này chơi tới khi nào anh đám cưới mới xong quá nè. Lâu và ai cần. Mẹ cái sự cái bà quỷ này tối ưu chán nhỉ. Lỗi vặt nhiều đó chị. Mẹ thằng lưu ngù. Thành ra những cái cơ hội tốt đánh tan quân nó mình lại cứ toàn bị bỏ lỡ nhỉ. Như thế này là mẹ Tân vừa rồi là diệt xong thằng Lưu Bị là cứ thế mà mang quân lên. Rồi là phải đánh nó xong. Xong cái thằng Lưu Bị. Mình đỡ được một tên để nó chiếm mấy cái này. Ừ. Mà không chơi mút này thì đơn giản, chơi nó hơi dễ. Chó này cho nó nạp được. Nhi rô bú zài sô hoàng, bố đừng sang yếu tớ thần. 朕屈尊于你谈判，还不叩谢天恩，悔不该放你来说。
前推进。Tay này cho chắc. Việc một đạo trước cho nó đỡ bớt hả? Chỉ cần mi đờ lương chi, wo deng ke huo wu shang rong guang. Họ sẽ lưu độc vô cùng, hủy hại thiên hạ. Điều khiển tiếp viện nha.生而无为，死亦不足惜。大胆，竟敢对我口出狂言！准备开战！抓紧！赶快！在！顽强不屈，前进！挺住！做好准备！速速前进！加速前进！赶快赶快！快快快！杀！赶快！行进！你知道怎么用它？要不要见识一下我的本事？凤翔云端！准备就绪！准备就绪，顽强不屈，加快速度。注意，来吧，继续，知道你能行。若是仅凭三言两语便可免除刀兵，倒也罢了。Anh đưa một đạo thanh long qua bên kia đi. Đưa làm đéo về ngụy kỵ ra ở đây. Thank you.
又一个汉贼受手了，跑步！Hóa kiếp giản ung luôn. Tốt. Gia sư tiến tiến. Bố. Lu xiang feng yong zhe sheng. Shi fang zhan fu. Liu zhe ta men ye shi lei, hao ping luan zai, cheng qing si hai. Bọn này cũng chưa được công ngay được cái thành này. Chưa được công ngay cái thành này. Mày không đánh đêm được đúng không? À, em à? Ừ. Ừ, không đánh đêm được. Đạo của Trương Phi cũng yếu, bắt lẻ đạo Trương Phi. Giết con này đã. Sư nan cung minh, điển nhiên chí chính, thông chi đi quân. Đào tu đi. Với ngân này quân bọn nó sẽ không làm gì được mình chỗ này. Giờ đang tôi便宜你们了. Bạn quân về đi.
Không cần phải truy sát nó làm gì, cái kệ nó, đã nó ở đây. Tập kích đêm. Bắt đầu chiến đấu. Đạo công tôn toàn có nên bắt lẻ tiếp không nhỉ? Con quan ngân bình này thấy bận cái giáp phèn ha. Em hôm nay đẹp bao nhiêu rồi, thằng này phèn á. Điều đạo kỵ cho anh là đi bắn cung. Kỵ bị phát hiện rồi.
是吾胆鼠辈，砍翻他们！准备好了，快快快，进军！做好准备，鼓起勇气，鼓起勇气，快速前进，加快速度，跑起来，快跑！敌将上手，真是毫无骨气。快，跑起来，抓紧，准备就绪。顽强不屈，加快脚步。时机已至，注意，速速前进。为了大业，变阵。不再快，慢慢死吧。进攻，赶快加快速度跑步，赶快就位，加快步伐。giao được mạnh thế. 敌军仓皇逃窜，敌军懦夫，敌将受手。giao được chết luôn. 时机已至。Nhơn. Quan Ngân Bình ngây thơ à? Đó là chính sự của tôi đợi đại giá. Non là xanh lắm. Sát lại. Ôi, chưa mộ được quan lâm. Sào dầu. Họ mà với tôi với địch, bị bỏ tối theo sáng. Chỉ chuyên nhân chỉ huy thua tôi. Chuẩn tấu. Thế đó, đéo cần phải truy sát, cứ để cho bọn này ở đây. Là bọn nó sẽ không phục hồi được trên đất của mình. Bỏ tối theo sáng. Chuẩn con mẹ nó tấu.
我郑江定会名扬天下，向前进军。 Anh đi đâu đây? Mai phục. Nếu mà phục được rồi. Này, anh lừa nó, anh lừa nó đánh mày thì có anh luôn. Ok. Cẩn thận Vinh Thiệu nha. Nhưng mà lần sau em đánh nó rồi mà. Anh lừa làm gì? Mày thì mày đứng ở đấy thôi, mày đứng ở gần chỗ anh Mai Phục ấy để lùa nó ra. Dụ xong rồi đứng ở đấy dụ nó ra. Đánh cẩn thận đi. Gì đánh mạo hiểm làm gì? Vì là thiên hạ thăng sinh, quay gia đã cảm giác chân bất ngờ. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. 冷静沉着，为天下苍生。武功我来。<咳>。không kịp bấm tay lương. Rồi không sao, đạo của đạn này cũng phải có thời gian nghỉ đấy. Sau để thêm một đạo ở đây. Mày đứng ở mép mép chỗ của anh ấy. Đứng ở đấy giúp xong rồi lập trại cũng được. Kiểu gì thằng Lưu Bị nhìn thấy nó sẽ đánh. Ngài đạo này không cần quan tâm, kệ nó. Mục đích của mình là giữ cho bọn nó nhiều những cái đạo yếu yếu như này. Nó vừa không ngồi được quân, nó không đẻ được tiếp. Đấy, đạo của Kỳ Linh đánh luôn vào Quảng Lăng Hoài Âm đi. Đánh vào thủ phủ của nó đi. Dạ, cho em xin tí tiền đi anh. Bao nhiêu? Anh có nhiều đây, anh có nhiều tiền không? 82.000 nhưng ta đang âm 7.900 một tuần. Cho em xin 2.000 thôi. Ừ. Ở Lạc Dương bây giờ có đạn nổi loạn này. Nó đánh thành thì nó phải đợi một lượt thế thôi. Nó làm gì có máy thiết bị công thành đâu. À, Trường Phi có đấy. Bán đất bán cho Lưu Biểu vẫn thiếu tiền à?
Autorian. Tu không nhỉ? Autorian. Công quân không? Chỗ Đông Hải, Hải Tây không có quân không? Xong mang quân đánh Đông Hải nhé. Chưa đến Quảng Lăng vội. À không, đến Quảng Lăng đi. Chiếm một giải Quảng Lăng đi. Bởi vì cái Quảng Lăng Hoài Âm này nó là thành trì nên chưa chắc mà nó đã đánh. Chiếm lại Nhạc An, đạo của Trịnh Giang chiếm lại khu vực này, đạo của Cù Cung chiếm lại Đồng Quận, cần thêm một đạo nữa, có lẽ đạo của Mã Siêu sẽ quay trở lại, đạo của Lý Bố thế mà đi tiếp, không, vẫn khó, mình vẫn thọt tiền quá, mất mấy khu công nghiệp quan trọng thọt tiền quá. Đại kêu chuyên đăng điểm. Đang thiếu nhân tài. Mình đang đánh cái thành anh ạ. Điền Vi vẫn tiếp viện được. Chơi. Chơi không? 6.000 chơi con mẹ thì có lợi thế thành. Ừ, chơi mẹ đi. Vạn mốt và 7.000 mốt. Ừ. Bình thường AI nó đéo đẻ mà mày bắn đá tự nhiên dạo điệu vi đạo của thằng chịu thằng Trương Phi ấy có. Này là thiên hạ sinh linh thù thản. Các vị sang trận ba, phân ly sát sát, dùng đồ sinh linh. Ừ. Đã kêu được chất skin kìa. Xem nào. Chú mày tiếp viện, nhớ tiếp. Chú mày tiếp viện nhanh chóng chui vào trong thành luôn nhé. Đây này. Nhớ chui vào trong thành luôn. Anh tập trung thủ cờ đi anh. Anh chặn hết mặt trước ấy, còn chừa mặt sau để em vô nha. Rồi không tâm. Không em chạy vòng. Ủa ấy.
Không việc gì mình phải thủ ở đây cả. Chỉ để cung. Chỗ này nó lại, cái thành này sao lại đéo có tháp canh ở trong thành nhỉ? Đây thành cấp mấy? Đây thành cấp 5. Nó đéo có tháp canh gì đây nhỉ? Tháp canh trong thành thì mới thủ mới dễ. Thì cho mấy đoạn tình nguyện còn quân của mày nữa đúng không? Chú hết về trong thành nhé, anh cố thủ chỗ này. Mày cố thủ này. Điểm chiến thắng nha. Ok anh ơi. Binh thì cứ cho ra ngoài.
kỵ binh cứ cho đứng đây đó, đứng cho trong trang thành tùy tình hình, bên ngoài có kỵ này. Còn em đem quân ra phụ chỗ đó không? Chỗ nào? Chỗ... cứ vào trong thành đi. Cứ vào trong thành đi tính. Sao cứ đánh thành lát hay giật vậy? Mấy tướng ra chỗ chân thành đi. Quân có vào nổi không? Tôi sợ quân này nó vào nổi. Xin Trương Phi thì cứ mà quẩy chết chết được Trương Phi này. Cái đạo ngựa nó đang leo vào thành, mày có quân thì chặn nó lại nhé. Khoai su chiến dịch! Khoai đi! Su su chiến dịch! Quân em còn lâu nữa mới tới. Xuống ngựa chuẩn bị giao đấu với Trương Phi đi. Có cả xuống ngựa không nhỉ? Nghĩ chắc không còn sinh người đâu anh ạ. Cũng nha, đọc đó thôi. Đừng bao ra ngoài là nó sẽ kẹt ở chỗ này, kẹt ở chỗ tường thành. Nó mà đi ra ngoài nó sẽ dẫm vào cái đình này, nó mẹo. Nếu mà nó đi xuống rồi nó sẽ dẫm vào cái đình này. Sụ sụ tiến dịnh. Đánh em ấy, nhìn đi. Giết Trương Phi đi. Quá anh ạ, à, em kéo muốn kéo qua đây nữa, không chịu đi này. Nhấp vô cũng không đi này. Được phu nhân cho đánh đi, kẹp chết rồi đi. Đánh thành là lát quá. Đó được, cái ngựa này thằng không cái ngựa nó đánh ấy hơn. Đứng dưới bộ nó dễ đánh hơn. Đại kiều bị chém rồi à?
Cung của mày kìa, nhìn vào. Con cung này xích ngu ngu thế nhỉ. Vì chân dân lưu bị biện trận. Anh điều ngựa bên ngoài. Tiến công. Bố yêu lưu tình. Sĩ binh liệt trận. Chuẩn bị khai trận. Gia tụ chiến dị. Mã quân chuẩn bị. Kỳ binh thiên mệnh. Tiến hành tư sát. Địa quân đang tại đăng trường. 在此。Trịnh Lan cho ra giúp là giết Lưu Bị đi. Giết tướng đó. Em lên cho ra đây, lên cho ra. Chú ý. Đã cung cho đứng vào trong. Chém chết Lưu Bị mà người giản ung. Chuẩn bị tiêu sư. Kỳ sầu tiêu sư. Kỳ binh chú ý. Thỉnh chú. Kỳ binh chuẩn bị. Hẹp quá bọn này, biết nó đi, bọn ấy chạy, bọn lên nó chạy ngu quá nè. Thật ra thì không phải là ngu, do mình điều khiển thôi. Nếu thường vào thành thì phải xếp lính ở ngay cổng thành còn cho vào dần. Bởi vì nếu mà mày kéo hết vào thành thì nó sẽ bị, nó đường nó dài ấy. Thì cái thằng nào mép nó sẽ đi cổng khác. Ở trận này có mùi chiến thắng. Công chi đi chứ. Trịnh Lan cẩn thận, không quân nó chém chết rồi. Thật ra những thằng Lưu Bị thì mày nên đua để mày hồi máu. Những thằng nào cảm giác mình đua được thì mình nên đua. Nó không chịu đua. Không chịu đua. Ừ. Nó chỉ có thằng Giản Ung đua thôi, mà Giản Ung này né cao quá. Đua không được. Đi lên máu. Chết rồi đấy, Lưu Bị chết rồi đấy. Còn Giản Ung. Giản Ung mới ngồi rồi kệ nó. Nó từ từ nó vào rồi kia. Ba cái đạo lính ở bên ngoài cho chui vào trong thành đi. Kỵ binh của mày cũng nên chui cho con ra ngoài thành đi. Không bị đưa đây anh điều cho. Điều bộ binh trong thành đi. Không, anh có lính rồi nên không có cho được. Ờ. Thế thì điều kỵ ra ngoài. Ha, địa quân sĩ binh đang tại quy thảo. ¡Vamos! Ừ.
Đó, chạy trên tuyết ngựa chạy chậm thật. Chú ý. Chạy không được bao nhiêu. Giết được. Này đấy. Còn quan vũ nữa. Quan vũ. Quan vũ là phải kẹt thêm lính vào đánh. Chính là hữu chí, hữu chí. Kính chú. Chú mê đi chân. Chí binh chú ý. Chóa chín. Vì là đại yên. Sử chí ý chí. Vũ chí yung chí. Chí hợp. Chuẩn bị khai trận. Thiên giả bù lưu. Thế là mất lệ. Quay mất lệ hết. Thỉnh trụ. Chỉnh chứng. Chỉ chỉ trang mẫu. Sa quang tỷ chứng. Vũ chí yung chí. Gia dụ chiến dị. Trung ả. Bảo bộ. Nì thay ruột lạ. Giàn hung kìa. Cho ngựa chém chết mẹ giàn hung kìa. Ở trên tường thành. Chưa phải. Không có lưu trình. Đấy, Quan Vũ rồi đấy. Quan Vũ vào rồi. Chuẩn bị就绪. Sao. Chuẩn bị chắc là đấy. Chuẩn bị chắc là đấy. Chuẩn cùng ra cho ra từ thành. Nhanh chóng tiến gia quay tốc độ, chỉnh quân, chuẩn bị khai trận, gia quay tốc độ, hào chỉ lại, thiên giả bù lưu. Tiến công. Quan tường bất chi, liệt trận. Tập hợp. Chú ý. Đứng trụ. Giàn ung kìa. Đánh chơi đây chém rồi. Thời cơ ý chí. Chuẩn bị tốt rồi. Chuẩn bị. Chuẩn bị 好了. Sao ya. Kinh kinh tư sa. Chuẩn bị khai trận. Sa quang tỷ chứ. Quan vũ xuống ngựa rồi. Không yêu lưu trình. Chí binh thí mị. Chóa chín. Chẳng chết giả lúc ấy. Sử dị sa. Tỷ chứ chẳng dạy tăng trọng. Sụ sụ chín dị. Cẩn khoai. 顽强不屈，动作快点儿！时机已至，挺住，快点儿！别，chết nó trong thành。加快步伐。giết cái đạo ngựa ở bên ngoài đi。Cùng nỏ bắn hết ra. Mà nhìn
con vũ level 9 căng quá nhỉ. Biết được con tướng này thì đẹp. AQ nhìn mất 5 giây. Nhìn mẹ đúng kiểu ngày xưa mấy thằng nghiện game nhỉ. Mưa gió vẫn đi chơi game. Đây bây giờ thì mẹ lag như cứt thì mà vẫn chơi. Vẫn chơi được. Biểu hiện của mấy thằng nghiện game. Mấy thằng bé. Mấy thằng bé nghiện game. 30 tuổi vẫn nghiện game. Chuẩn bị chu sư. Thời cơ ý chí. Quay quay quay. Đừng cùng mày đi đâu đấy. Đừng chỉ cung bắn để nó tự bắn đi. Đứng lên cho cao tí mà. Không cần, mày cứ đứng ở đấy. Hết chỗ thì đứng rồi, cứ giải dọc anh để anh đi lên cho nó. Cho điển cho ba tướng lên chém chết con vũ đi. Còn mẹ chờ nó chém lên ngược lại nè. Để nó đi xuống. Để nó xuống thành đi. Mấy cái đạo lính ở chỗ dưới này lập trận đi. Cùng mình đi xuống dưới đi. Để anh lên cho. Công kiến thủ chú ý. Vũ khí dũng khí. Tiến công. Sĩ binh liệt trận. Kiên trụ. Sao. Sĩ binh sợ mã. Quay quay quay. Mấy thằng la mà vẫn ngồi xem nữa. Là mấy thằng nghiện game chứ còn thế nào nữa. Thì cũng là mấy thằng nghiện game. Kìa, con vũ xuống rồi kìa, chú ý rồi. Wow, bước cái này tránh lên. Chú ý. Chuẩn bị chu sư. Lý quân đang tại đăng trường. Sao. Thiên giả bù lưu. Sao. Quay quay quay. Đúng rồi, con vũ. Nó đi mẹ thằng giả đun. Chém chết bằng vũ ở đây. Đi mẹ thằng giả đun. Đi mẹ thằng giả đun. Cắn rộ. Thằng giả đun nó định chạy vào khu chiến thắng. Hả? Anh còn đầy giấy ở đây. Đi mẹ thằng đun. Sa quang tí chun. Con đi thằng đun. Vẫn mà đình chết mẹ mới đi. Cái kỵ vô giết mấy con kỵ nó đi anh. Thì anh chưa cần hết rồi. Còn hai con ấy. Dạ. Đấy, Vân Vũ chém rồi đấy. Quay pháo. Ừ. Mày chú sư. Pháo chí lại. Chính chính sư sơ. Quay pháo. Chá khỏi sư tổ. Rồi ra đây chém thằng tướng vàng bên kia đi. Mì phu nhân vẫn là hăng nhất. Mẹ cưỡi ngựa chạy trước luôn. Quay nó. Vẫn đông quá nhỉ. Vẫn còn nhá. Vẫn còn một bên tiếp viện. Cái đạo ngựa mày bị cốt bắt kìa. Giết chết đi. Đi quân 仓皇逃窜, 一群懦夫.
在，做好准备。放箭，准备射击。五一啊。鼓起勇气，动作快点，加快脚步。Anh có một đạo kiếm bả lẻ rồi cho nó vô bên cánh trái đánh đạo giáo đi. Đạo kiếm lẻ nào nhỉ? Bên cánh trái này. Chuẩn bị hảo lắm. Cẩn khoai. Chuẩn bị khai trận. Sao vậy? Kiếm phi nhông bị đánh bại. Nice, không sao hết. Giết cái thằng tướng vàng ở dưới đi. Nó điên lên thì nó sẽ ấy hồi máu. Thời cơ ý chí. Công kích chuẩn bị. Trời nó tí nó đang điên anh à. Công kích chuẩn bị. Trường mâu tại sở. Điên này lâu ấy. Tiến công. Sát quang địch quân. Vũ khí dũng khí. Gia quay giáo bộ.上，准备好了。敌将受手。Đấy, xong rồi ra giết thằng tướng xanh đi. Bọn nó có một thằng tướng vàng, với cả một thằng thịt tề tướng xanh. Thằng ấy mày đua được đấy, cho Điển Vi đua mà hồi máu. Không thể đấy, chưa tới. Con tướng vàng này đua được không? Thân đồ bỏ vào bộ bảo bộ này. Công chi địch quân. Thực tế đã đến là hết rồi. Trình Lang để Trình Lang đua. Ừ, đua đi. Khai pháo. Nó có chịu không? Không. Không được. Nó đang trên tường thành. Thực tế nữa nè. Nhưng mà sao không cho Điển Vi đua mà Điển Vi hồi máu. Điển Vi nó không chịu đua. Điển Vi mạnh hơn nó nên nó không đua. Chuẩn bị khai trận. Đua nốt thằng Trịnh Tề kia, Thịnh Tề kia. Thằng cùi bắp đấy. Chỉnh quân. Chú ý. Đi quân đang tại đăng thành. Zuo hao chuẩn bị. Yêu yi ge han zai shou shou la. Su su qian jin, ting zhu. Shi ji shang. Cho ngựa ra cánh trái húc thì nó ngon hơn, đi đâu đấy. Cánh trái bọn nó được. Giáo chọc luôn. Cho ngựa ra bọc sau lưng chọc luôn đạo giáo đấy, sợ đếch đi. Không, ông ở chọc trước mặt à? Thôi được, tùy. Đấy, điều ngựa ra đằng sau chọc chết nó luôn đi. Có một đạo sợ đếch thì. Thịnh Tề đang tường thành đấy. Đua được nó, đua đi. Để nó xuống dưới thành mới đua được. Ừ. Thôi, đem quân qua tiếp viện bên cánh trái hết đi anh. Ừ.
Thế còn quân ít quân cánh phải kìa, nó vẫn đang đến này. Để hai đại của em ở đây được rồi. Anh Phương đem cái đạo giáo cuối cùng anh qua đó đi. Đứng dưới thành, Trịnh Lan đứng dưới thành chửi thằng đó, thằng hèn nhát. Đi có mẹ mày à? Ừ. Mày xuống dưới đây mày đánh tao đi. Mày không chịu vô đâu. Đúng thì hai tướng quay. Cái ba quy này mình được cái mình ghi nhận là cái phần âm thanh của nó làm tốt. Nhưng mà cơ bản dòng tôi đến nuôi thì âm thanh phiên bản đĩa nặng hay. Gameplay thì càng ngày càng vớ vẩn. Nhớ được như ngày xưa. Nó dồn hết vô phần âm thanh rồi. Không phải cái bộ phận team âm thanh nó làm tốt ấy. Từ ngày xưa đến giờ. Cả cái bản này nó làm âm thanh cũng chất lượng. Mấy cái bản nhạc nền cũng hay. Giết thằng đấy xong rồi cho tướng ra bên này. Anh có con trường thương vệ binh nó mới chạy xong mới quay lại. Cho Điển Vi sang bên này đi. Trịnh Lan đua rồi cho Điển Vi sang bên này đi. Hey, cool, đứng hình mất 5 giây. Đúng là kiểu gì cũng chơi game được hết á nè. Ừ. Đấy, hút à. Không có hình tam giác à? Không anh ơi. Tại vì cái này là của Điển Vi mà. À ừ. Này của Điển Vi mà. Không phải của Điển Vi mà mày không có tướng thủy. Có tướng thủy mới lập được đội hình. Còn nếu mà không có một tướng thủy thì phải lắp đồ để có thể tạo. Tiếc chứ lại chạy chậm quá nên không hút được nhiều. Nếu mà tướng chuẩn thì nó sẽ có bút tốc độ chạy với cả tốc độ xung kích. Tốc độ xung kích là cái tốc độ mà lúc mà gần đến quân địch nó phi nước đại nó phi nhanh mà. Thì nó sẽ dồn được một lượng đam lớn. Đó, tướng cuối cùng của nó bị chạm rồi bọn này. Sĩ khí không cút đi. Nhấp nháy ra. Nhấp nháy hết rồi. Quân địch bị dồn vào trong tường thành luôn. Đúng kiểu bị dồn vào đút tường cùng luôn. Dồn vào đường cùng mà. Lưu Bị mà không có mẹ Khổng Minh thì khó mà bình được thiên hạ. Chạy rồi. Win. Đẫm máu. Victory. Rồi ở đây cho bọn nó giết bớt lính gì nữa. Để sau chi xét. Còn mẹ mày lơ bị láo nha. Láo? Tên này đang qua lượt đúng không? Tên này đang qua lượt đấy. Thế sao anh lên anh chi xét hết đi hả? Hay thì lâu bị này. Ngon, được cái kiếm ngon. Y nghi à, y nghi này. Cái gì đấy? Kiss mẹ cuộc đời.
Chẳng lẽ ta lại dừng series ở đây? Con mẹ số game. Hình như cái thành này có vấn đề ấy. Ừ, cái thành này bị lỗi rồi anh ơi. Mẹ số game. Rồi. Đấy. Còn mẹ là cày nha. Cày. Thôi, chắc series này dừng ở đây anh em ạ. Lỗi lắm. Series này kết thúc rồi. Cái này nhiều khả năng là do lỗi game rồi. Game. Lỗi game chứ đéo phải lỗi mod. Nó bị nhiều tính năng chồng chéo ấy. Thôi. Hẹn em một buổi sau vậy. Những series khác. Xin chào và gặp lại. Bye bye.